Nhật ký phái sinh ngày 3 tháng 10 năm 2023. Áp lực bán tháo quay trở lại, Việt Nam 39 tiếp tục mất mốc 1.140 và đóng cửa tại vùng 1.130. Sau phiên ATO, đà bán xuất hiện ngay tại đầu phiên giao dịch, khi nhóm cổ phiếu tài chính như BID, STB đồng loạt giảm hơn 4%, tác động tiêu cực tới chỉ số thị trường. Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhẹ tại đầu phiên giao dịch chiều, giúp cho chỉ số dằn co nhẹ. Tuy nhiên, phe bán áp đảo tại những phút cuối phiên, khiến cho Việt Nam 30 giảm 36,24 điểm và đóng cửa tại 1.130,89, giảm 3,11%, với tổng giá trị giao dịch đạt 8.255 tỷ đồng. Chỉ số Việt Nam 30F1M giảm 35,5 điểm và đóng cửa tại 1.131,3. Tâm lý hoảng loạn diễn ra trong phiên chiều khi phần lớn nhà đầu tư thực hiện lệnh bán bằng mọi giá. Ở góc nhìn kỹ thuật, trên khung đồ thị ngày, Việt Nam 30 hiện tại đã đóng cửa dưới mây Ichimoku. MACD tiếp tục mở rộng. RSI tiếp tục trạng thái dò đáy và báo hiệu xu hướng giảm mạnh. Trên đồ thị 1 giờ, Việt Nam 30F1M đóng cửa dưới MA10. RSI trong trạng thái dò đáy. MACD cắt đường tín hiệu giảm ngắn hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mở vị thế short tại vùng 1.131-1.132 với mục tiêu 1.125 trong phiên tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của các bạn. Hãy nhớ đăng ký, like, share để sớm nhận được thông tin mới nhất. Nếu có thắc mắc xin để lại lời nhắn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ sớm giải đáp cho các bạn. Trân trọng.